quay nốt clip này đã, không trời nó mưa. Tiếp tục giới thiệu đến quý vị lô loa tổng hợp tiếp theo. Trong này thì có hai dòng loa của Mỹ, đó là một con JBL mới về 2W40 và tiếp theo nữa là đôi loa Bose 802. Con này 802, cách đây khoảng độ 1 tháng em có bán một đôi 802 có cả e-quay luôn nhé. Đây, 802. Con 802 trước cũng giá 15,8 triệu, nhưng con trước còn không có con nắp này cơ. Con này có cả nắp này, này. Qua nhìn này, con này có nắp, có nắp bịt ở phía sau luôn này. Đây này, cái nắp bịt con này em đang để nguyên nắp bịt không mở ra đấy. Và ngoài ra một số mặt hàng khác thì đây giới thiệu qua, hàng về chưa lau chưa dọn gì cả, được chưa, chưa lau chưa dọn gì cả đấy, chưa lau chưa dọn. Thì đây 2W40, đó là dòng loa JBL. JBL con này là 2W40 model 225, mức giá là 19,9 triệu. 19,9 triệu đây. JBL model là TR225, hàng made in USA. Đây là made in USA, được chưa, hàng made in USA, ok chưa quý vị. Con này có giá là 19,9 triệu, loa hội trường, loa sân khấu đấy. Loa sân khấu. Tiếp theo thì sang đến đôi loa Bose. Thì đây, đôi loa Bose 802 này thì trước em đã giới thiệu cho quý vị rồi. Vẫn mức giá 15,8 triệu. Thì con 802 trước thì em đã giới thiệu cho quý vị rồi, là nó không có cái nắp này, được chưa. Giờ thì cái đôi này nó còn cả nắp này luôn. Cái nắp bảo vệ phía sau này nó ôm lưng luôn, ôm lưng để bảo vệ phía sau luôn. Nó gọi là cả một cái hộp đấy, còn nguyên hộp. Con này là con Bose 802 Series 2. 802 Series 2 ạ, được chưa ạ. Trở kháng 8 ôm. Đây, đường vào của nó thì có cả rắc, hai loại rắc luôn, hai loại rắc kể cả cổng lực cái có luôn ạ. Chưa, hai loại rắc. Hàng made in USA. Made in USA luôn. Đôi này là 802. Giá 15,8 triệu. Con giải mã cái chết, con e-quay này của nó zin theo nó luôn. Được chưa? Zin theo nó luôn. Cũng made in USA luôn. Đấy các bác nhìn hộ em, made in USA luôn. Đấy, made in USA, được chưa. Quý vị phải cắm từ TV internet, TV này hoặc là máy tính điện thoại hoặc là âm hoặc là CD vào đây. Vào cổng in là một, vào đây nhá, vào đây là vào đây nữa. Được chưa? Vào đây. Xong ra đây. Đây là ra âm ly, xuống âm ly, được chưa? Quý vị nhớ nhá, phải cắm qua con này để con này nó là e-quay làm việc. Để đấy. Riêng con này thì có cả thêm cái hộp ốp đựng của nó đây nữa. Bịt nắp phía sau rất là chất. Con này có mức giá là 15,8 triệu, chưa lau chưa dọn gì cả. Đây. Anh về luôn nhé. Vâng vâng, thôi em quay dở tí nhé. Anh về nhé. Có mức giá là 15,8 triệu. 15,8 triệu gồm có một e quay. Đây loa của nó đây. 1 2 3 4 5 6 7 8. Loa 802. 802. Sắt 10 sắt to, những cái mổ ngắn lên để cho để đầy. Đó là bộ loa, báo cáo quý vị đây. E căng này, logo chụp phía trước của nó đây, các bác chưa nhìn thấy. Đây, chụp phía trước đây. Chụp này, logo nó nằm ngoài bô. Bô và khi chụp vào thì đây, đây là cái răng để giữ. Hàng bao zin, bao xịn hết cho quý vị. Còn đây là e căng phía trước của em nó, được chưa? Con 802 này 15,8 triệu, chưa lau một chút nào. Nếu mà em lau dọn đi thì nó còn đẹp lung linh cho quý vị, chưa lau nhá. Chưa lau, hàng bãi để nguyên. Kể cả con JBL này các bác nhìn này. Nó như thế này là có biết là lau hay không? Biết rồi gì? Chưa lau một chút nào, được chưa? Còn hàng đây, hàng đang đóng đi cho các bác ấy, đợi. Sang đến tiếp theo đó là đôi loa OHM-E2. OHM-E2 này có mức giá là 3,9 triệu. 3,9 triệu. Số 2 nhé. OHM-E2. OHM-E2. Con này là màng giấy, gân cao su, gân cao su, tép đom, lỗ thông hơi giữa. OHM-E2. Con này là có mức giá 3,9 triệu. OHM-E2 số 2 nhé quý vị nhé, bởi vì nó có một đôi trùng.
đôi nọ, đôi 1, đôi 2 các bác phải nhớ cho em. Chiều ngang của nó 30, chiều sâu của nó 22, 21, 22 cả cái căng. Chiều cao này 1, 2, chiều cao 50. 3 triệu 9 thì quá là bèo rồi, không nói nhiều nữa. Sang tiếp tục với dòng loa Minager. Minager được chưa? Đây là đôi loa Minager. Con này là dòng loa Canada, rất là hay. Minager. Minager đấy, em quay này, quá là nặng. Ui mẹ, loa nặng thế chị. Sao nó chót chót con. Con loa Minager M290 Made in Canada. Dòng loa Canada thì em đã giới thiệu với quý vị rồi. Đánh Onkyo thì phê rồi. Mà hôm trước em có đánh cả Yamaha, em cũng nghe thấy nó hay. Mà những dòng, một số dòng âm ly ngày xưa thì các bác không thích dùng mấy. Nó luôn là không thích dùng mấy. Thì bây giờ đã phát hiện ra nó đánh được một số dòng loa, phải nói là mê và phê luôn. Đấy, vừa hợp túi tiền vừa rẻ tiền, nhưng chất hay. Đôi loa Canada Minager này, em nói thật với quý vị là trong tất cả những dòng búc xe em đang quay từ sáng đến giờ thì con này nó phải đứng số 1, số 2 về lượng nặng, nặng cân, nặng ký. Không biết là nó đúc cái gì trong này không. Con này có đúc đá thật ý. Đôi loa này nặng, nó sản xuất theo kiểu như kiểu loa Nga ấy. Nặng trịch luôn như cối xay. Đôi này có mức giá là 3,5 triệu. Đôi này có mức giá nhá. Đây, mức giá là 3,5 triệu. 3,5 triệu. Không phải tự nhiên nó 3,5 triệu đâu. Có những đôi như thế này sáng ngày thôi, nó chỉ có 2,9 triệu thôi. Cái gì nó có một cái giá nhất định của nó, chứ không phải tự nhiên. Đấy, còn sang đến đôi loa này. Đây là đôi loa Mitsubishi. Đấy, Mitsubishi. Mitsubishi con này công suất 150W một loa, 150W trở kháng 8 ohm. Hàng này in the USA, có nghĩa là sản xuất và thiết kế theo tiêu chuẩn của Mỹ. Con này cũng nặng, nặng như cối đá luôn, nặng như cối đá. Thì vừa giới thiệu con Minager thì chưa đo kích thước. Giới thiệu kích thước cho quý vị là chiều ngang của em nó 20, chiều cao cho là 1, 2, 38, chiều sâu 20. Ê căng rất là đẹp, lỗ thông hơi phía trước Minager. Con này ê căng liền, hàng chất của nó đấy, tiền nào của đấy ạ. Còn con Mitsu này thì đã quay phía sau rồi. Phía trước nó được thiết kế với hai bát, hai bát màng giấy gần mút, tép đo ở giữa. Con này đánh bát rất là lực, cực kỳ lực luôn, uy lực hay. Với mức giá 3,6 triệu. Chiều sâu của nó 25, chiều ngang 20, chiều cao xem nào, 1, 2, chiều cao nó khoảng 45 đến 48 phân. Mức giá 3,6 triệu. 3,6 triệu ạ. Chưa, sang tiếp tục đến đây nữa. Đó là những chiếc đầu giải mã không thể thiếu cho những chiếc TV Internet của gia đình quý vị. Chiếc đầu giải mã này có cái đặc biệt là quý vị nhớ nhé, Sony. Giải mã con này quý vị nhìn này, Sony MDS-W1. Con này có cái đặc biệt là từ trước đến giờ em bán, đến bây giờ em mới gặp cái lô đầu giải mã kiểu này. Kiểu này là tại sao? Con này nó có hai phía giải mã độc lập. Bên này giải mã độc lập bên này, nó mỗi một nửa nó độc lập. Nhá, quý vị nhìn này, nó có cửa vào input ở bên cửa A này. Được chưa? Nó chọn input cửa A được chưa? Bên này nó có input của cửa B. Vậy là con này, một cái đầu giải mã này nhưng nó làm nó thành hai, có nghĩa một thành hai. Một thành hai tại sao? Có nghĩa là ví dụ quý vị dùng lâu ngày nó chết một nửa này thì một nửa này nó lại dùng giải mã vẫn chạy bình thường, vẫn dùng MD bình thường. Chết không chết nửa này thì vẫn còn nửa đầu này. Tóm lại là đây mua một được hai. Phải nói luôn là chiếc đầu giải mã này các bác mua một được hai nhé. Mức giá của nó là giá 6,9 triệu một chiếc đầu giải mã Sony W1. Hai đĩa MD chạy bình thường hết. Hay chạy bình thường hết. Giải mã, đây là những chiếc đầu giải mã không thể thiếu cho tất cả những chiếc TV đời mới nhất bây giờ quý vị. Không có nó thì không nghe hay. Và giá của nó đây, 6,9 triệu nhá, 6,9 triệu một chiếc. Được chưa? 6,9 triệu một chiếc. Còn về chiếc CD này, chiếc đầu này thì em chưa cập nhật thông tin cho quý vị bởi vì quên mất chưa báo giá, báo sau. Nhưng mà về con này, đây là con Pioneer WD7. Các bác nhìn thấy con WD7 này chưa? Cái đặc biệt của nó là đây này, ba đĩa, khay này ba đĩa này nhá. Khay này được để được ba đĩa.
Và bên này cộng một CD rewind nhé. Có nghĩa là cửa này là cửa chuyên ghi đĩa, được chưa ạ? Chuyên ghi đĩa. Đấy. Và có khi em cũng muốn giữ con này lại để em ghi đĩa hơn. Sao một số đĩa hay. Cái này báo giá sau bởi vì em chưa cập nhật hàng về. Em short list không ghi, chưa báo giá. Con này bác nào thích nhá, phải nhớ nhá. 3 đĩa một bên, đĩa này là 4 đĩa. 3 CD cộng 1 mà, thành 4. Và cửa cộng 1 này là cửa chuyên ghi đĩa. Mắt ghi. Tiếp theo nữa là sang với combo của con Technic. Ấy giờ bác nào đang chơi một số dòng loa thích hợp âm ly Technic thì đây. Ngon, bổ, rẻ, đẹp, chất. Đẹp ở đâu? Mặt phay nhôm hết cả hai thớt này. Cả hai thớt này có giá 3 triệu 9 thôi nhé. Cả hai cái thớt này chỉ có 3 triệu 9. Mà đèn vu rất là đẹp. Còn bác nào thích ghép âm ly thì để em ghép cho nhé. Ví dụ các bác lấy đôi loa này chẳng hạn, em ghép vào đây nó giá nó rất rẻ mà lại hay. Đèn vu cả hai luôn. Con này đèn vu này vẫy lên tối đa. Con này 100W một kênh, được chưa? Tối đa 100W một kênh, nhìn chưa? Trở kháng 8 ohm, nhìn vu đã biết rồi. Đấy, đây. Đây là volume to nhỏ. Còn đây là cân loa, ba lăng cân loa, được chưa ạ? Đấy, cân loa. Con này có mức giá là 3 triệu 9 hai con này. Về xuống với lại con Marzahn. Marzahn PM54D. Đẹp lung linh. PM54D. Dòng Marzahn này các bác cứ tham khảo, chuyên đánh loa JBL đây. Hoặc một số dòng loa khác, nó nhiều loa. Giá 5 triệu 9. Xuống đến dưới này thì nó là con PAL. Con PAL này nó có volume to nhỏ. Con này rất là đẹp. Em ơi có cái đường điện ở đây không? Cắm cho anh hình con PAL này. 110 không? Con PAL này thì hình thức thì mặt trước thì đẹp, nhưng mà bên sườn nó không được đẹp lắm. Đây này, bên sườn nó không được đẹp, nó bị xước, nó bị đây này. Các bác về thì các bác phải chịu khó cạo đi, vệ sinh đánh đi, sơn lại cho nó đẹp nhé. Nó không được đẹp bên sườn, nhưng mặt trước nó đẹp. Con này nó đánh được khá nhiều loa. Con này để cho quý vị 1 triệu 9. Có volume vặn to nhỏ, được chưa? Nhìn đây, quý vị nhìn đấy, cắm vào đẹp ngay. Chưa? Đấy, quý vị nhìn chưa? Tắt này. Bật này. Đấy, nhìn chưa? Lên đèn số cực kỳ đẹp luôn. Cực kỳ đẹp luôn. Do sâu hay du sầu như thế này. Đấy. Zushu AP30. Đấy. Còn quay về phía sau cho các bác này. Đây, về phía sau. Con này nhá, hai cầu luôn. Hai cầu, hai kênh. Hàng made in Japan. Công suất 187W. Được chưa ạ? Thoải mái đánh đi. Con này công suất 187W một kênh. Được chưa? Quý vị đánh thoải mái nhé. Trở kháng từ 4 đến 8 ohm. Yêu được hết các loại loa. Con này có giá là 1 triệu 900. Em ghi giá luôn cho các bác này. Giá này 1 triệu 900. Con này có volume to nhỏ đây rồi. Cắm thẳng điện thoại mà chơi thôi. À, phần gì được chưa? 1 triệu 900. Con này mặt trước còn khá là đẹp rồi. Em chỉ nói là hai bên sườn của nó thì quý vị về vệ sinh. Vệ sinh mà sơn nó lại đây. Được chưa? Đấy. Vừa rồi là toàn bộ clip em giới thiệu đến quý vị một số mã loa. Không đi, còn hàng thì cứ vẫn đóng đi liên tục cho quý vị. Hẹn gặp lại quý vị vào clip sau.